Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và làm món mì ý sốt kem nha. Ở đây Thanh sẽ sử dụng thịt turkey bacon. Lý do vì sao Thanh sử dụng thịt turkey bacon là bởi vì nó ít mỡ và khi mà chiên xong nó thì nó cũng không có bị ngấy. Có nhiều người Thanh thấy họ hay sử dụng cái mỡ sau khi họ chiên bacon để họ chiên xào nấu nướng. Nhưng mà đối với Thanh thì bởi vì cái mùi nó rất là nặng và nếu mà các bạn tái sử dụng lại đó thì có thể nó sẽ phá hỏng cái hương vị của cái món ăn đó. Cho nên là Thanh không có thích sử dụng cái loại bacon mà nó có quá nhiều mỡ. Thanh chỉ thích sử dụng cái turkey bacon này thôi, là cái thịt bacon của con gà Tây đó. Các bạn sẽ rửa, sau đó các bạn để ráo nước rồi các bạn cắt miếng vừa ăn. Sau đó các bạn sẽ đặt một cái nồi nước lên trên bếp và các bạn thả mì ý spaghetti vào. Các bạn luộc trong khoảng 2 phút thì các bạn sẽ cho cái cục buitoni này vào. Cái cục này nó giống như là cái cục vành thánh của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà ở trong nó không có cái nhân, nó chỉ là bột thôi, nó rất là thơm và nó có cái vị béo béo đó. Trong lúc chờ luộc mì thì các bạn sẽ đi rửa nấm. Sau đó thì các bạn sẽ đổ cái mì ra ngoài cái rổ và rồi các bạn thả một viên bơ vào rồi các bạn xóc đều lên. Sau khi đã xóc đều lên xong thì các bạn chuẩn bị một cái chảo và rồi chúng ta sẽ đi chiên thịt bacon. Ở trong cái thịt này nó không hề ra mỡ nha mấy bạn, cho nên là các bạn phải bỏ một ít dầu vào. Trong lúc chờ cho thịt vàng thì các bạn sẽ đi băm tỏi. Bây giờ thịt của chúng ta đã bắt đầu ngã vàng rồi đó. Các bạn nhớ là trong cái bước này các bạn nhớ đảo đều tay nha, không thôi nó sẽ bị khét. Rồi bây giờ thì thịt của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Các bạn tắt bếp và đảo cho đến khi nó hết cái hơi nóng từ dưới bếp toát lên thôi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ phi tỏi cho vàng ở trong một cái nồi. Sau đó thì các bạn sẽ thả nấm vào và các bạn sẽ xào đều lên. Trong lúc xào nấm thì các bạn nhớ bỏ thêm một nhúm muối vào để giống như là chúng ta nêm nếm cho cái nấm, cái phần nấm của chúng ta vậy đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đổ hết cái phần heavy cream vào. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cái rau spinach vào. Ở đây là cái rau chân vịt, nhưng mà nếu các bạn không tìm được cái rau này thì các bạn có thể thay thế bằng rau dền hoặc là rau mồng tơi nha. Rồi các bạn sẽ đảo đều lên. Khi mà rau đã bắt đầu mềm rồi đó thì các bạn sẽ bỏ cái phần hỗn hợp buitoni và cái mì ý vào. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn để đó nấu trong khoảng 1 phút thì các bạn sẽ bỏ một muỗng nước mắm vào để nêm nếm gia vị. Cái bước mà bỏ nước mắm vào thì các bạn có thể thay thế bằng muối. Nhưng mà đối với Thanh thì cái món ăn nào mà có nước mắm nó sẽ làm cho cái món ăn đậm đà hơn á, cho nên là Thanh chọn nước mắm thay vì muối. Rồi các bạn tiếp tục trộn đều lên ha, rồi nấu thêm 1 phút nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ hết cái phần turkey bacon mà lúc nãy chúng ta chiên vào đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên. Sau khi đã trộn đều lên xong thì các bạn sẽ rắc cái ớt khô và cái lá mùi tây vào. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh của Thanh nhé. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm nhiều cái món ăn cũng như là cái bí quyết tiếp theo nữa. Thanh chúc các bạn sẽ luôn vui và thành công với món ăn mà Thanh vừa chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.